Chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 3 Global Success. Và hôm nay chúng ta ôn thi học kỳ 1 năm học 2023-2024 cùng nhau giải những cái đề ôn thi nha, phần 1. Ok, cái bài này của chúng ta là điền một chỗ trống. Cái này là một cái bút là a pen. Rồi cái này là một cục tẩy là an eraser. An eraser. A school bag. A pencil. A pencil. A book, a ruler, a notebook, a pencil case. Rồi có bài tiếp theo, chúng ta điền những cái từ trên đây xuống này. Chơi bóng rổ là play basketball, nói chuyện với bạn là chat with friends. Này, chơi cờ vua play chess, chơi bóng bàn play table tennis. Chơi bóng chuyền là play volleyball, chơi cầu lông là play badminton, chơi bóng đá là play football, chơi cái gì giải ô chữ là do work puzzle. Rồi xuống bài dưới đây của chúng ta, tóc là gì? Tóc là hair, mặt là face, mắt là eye, rồi nose là mũi, tai là ear, miệng là mouth, tay là hand. Rồi chúng ta xuống cái bài dưới đây, cái phòng là phòng mỹ thuật là art room, phòng này là phòng gì? Đó là sân chơi playground, rồi phòng máy tính computer room. Computer room. Rồi phòng học là classroom. Rồi phòng tập là gym. Phòng âm nhạc music room. Trường học school. Rồi thư viện. Thư viện là library. Rồi xuống cái bài sở thích. Đi bộ là walking. Rồi nấu ăn là gì? Cooking. Rồi vẽ là the drawing. Bơi là swimming, swimming, múa là dancing, rồi chúng ta có vẽ tô màu là painting, painting, chạy là running và hát là singing. Ok, rồi bài này sắp xếp lại thành pen, rồi book. Eraser, ruler, notebook, pencil case, rồi pen, school bag. Rồi sang cái bài dưới đây, tích vào cái đáp án đúng nha. Mắt là eye, miệng, đây là cái mũi là nose, bàn tay là hand, tóc là hair, tai là ear, mặt là face, miệng là mouth. Rồi, số bài dưới đây, what's this? It's a face. What's this? It's a hand. What's this? It's a mouth. What's this? It's a face. What's this? It's a nose. What's this? It's an eye. Rồi, bài này. Chúng ta coi cái bài này. Is cái mặt này, đây là cái mặt là face, cái mũi là nose, cái bàn tay là hand, cái miệng là mouth. Rồi qua bài bên này, touch your nose và mũi, open your eyes, mở mắt ra đây, touch your hair, sờ vào tóc, touch your ear, sờ vào tai, và open your mouth, mở miệng ra. Rồi xuống cái bài dưới đây ha, hãy nhìn và đọc tick hay là cross. Câu nào đúng là tick, câu nào sai là cross. Đây là phòng mỹ thuật của chúng ta. Mà chúng ta nhìn đây không phải là phòng kỹ thuật nữa. Đây là phòng gym, vậy là sai. Đây là phòng âm nhạc, đúng. Đây là phòng máy tính, sai. Đây là... Ủa? Thiếu à? Thiếu rồi. Rồi xuống bài dưới đây nhé. Đây là lớp học. Lớp học là computer room hay là classroom. Các bạn phải khoanh vào classroom.
cái chỗ này, đây là sân chơi thì các bạn khoan vào playground, đây là trường học thì các bạn phải khoan vào school, đây là thư viện thì các bạn phải khoan vào library. Rồi đây là cây thước thì chúng ta khoan vào ruler, đây là bút chì thì khoan vào pencil, đây, hộp bút là pencil case, cặp sách là school bag, cục tẩy là an eraser, sorry, cục tẩy thì các bạn phải xài an eraser chứ không phải chữ ờ. Bạn ấy thích hát không? Singing. Đây là cái hộp bút là pencil case. Đây là cái mũi các bạn phải khoan là nose. Quyển sách là book. Cái bút mực là pen. Đây là music room đúng không? Music room. Đây là notebook. Đây là swimming. Và đây là classroom. Classroom. Ok. Rồi sang cái bài màu sắc của chúng ta là bài số 9, You Miss Night. Sắp xếp is e blue, it is white, is e the green, it is red, it is yellow. Rồi green, r e yellow là chữ e và ok chúng ta biết là như này đi. Yellow các bạn tự điền vô b. Ủa thiếu hả? Đây là black rồi. Nhảy trang rồi. Đây là brown. Đây là red. Đây là orange. Rồi ok, cái bài này bài tô màu. Ở đây tô màu xanh lá cây, is a green, xanh lá cây. Blue là xanh da trời. Is black, màu đen. Is brown, màu nâu. Is red school bus, is red school bus màu đỏ. Is a yellow notebook, vở màu gì, màu vàng. Rồi is an orange, orange pencil case. Đây là hộp bút màu gì, màu cam. Is a green ruler, is a green ruler, cái thước màu xanh lá cây. Rồi chúng ta tạm dừng tại đây.